Vâng, thưa đồng bào, thế thì tại sao chúng ta không thành lập một ban điều hành để làm việc? Vâng, chúng ta cần thành lập một ban điều hành để làm việc. Chúng ta có thể nói là lập một ban đại diện hay là một ban chính phủ là cái gì? Thì đồng bào quyết định đi. Tuy nhiên tôi, trong lúc chờ đợi cũng như làm việc, thì chúng ta phải có một cái ban đại diện để làm việc, tại vì có nhiều việc cần phải làm đó. Và tôi đang chờ đợi mấy người cộng sản ở Việt Nam nắm chính quyền đó tuyên bố trao trả quyền tự quyết của người dân và quyền lãnh đạo đất nước chúng ta do chính tôi cùng đồng bào làm việc. Họ không có một cái lối thoát thứ hai. Họ không có một lối thoát thứ hai. Cũng như tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới, họ phải đối diện với những phép lạ này. Họ không có một lối thoát thứ hai. Nếu họ muốn cứu chính họ và cứu gia đình họ, con cái họ và cứu đất nước của họ, họ phải đối diện với những hình ảnh phép lạ mà tôi đã trình bày trên 3 năm nay. They have no choice. Cũng như những người cộng sản Việt Nam, họ phải đối diện với những hình ảnh này, và họ phải đối diện với lệnh tôi đã ban ra là họ phải trao trả quyền tự quyết của người dân, quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi cùng đồng bào làm việc. Dứt khoát, không lộn xộn nữa, thì chính họ và gia đình họ, con cháu họ sẽ được bảo đảm đời này và đời sau. Cha trời phán như thế, bảo tôi phán như thế, tức là ta ra lệnh cho các ngươi, những người cộng sản đang nắm quyền ở Việt Nam, phải chấp hành gấp, chớ chậm trễ. Vâng, thưa đồng bào, nói cho cùng là chúng ta cần thành lập một chính phủ mà người lãnh đạo không ai khác hơn là chính tôi đây.